Mẹ chuẩn bị đi xa rồi. Không có mẹ ở nhà, hai bố con chịu khó chăm sóc nhau nhé. Mẹ yêu hai bố con nhiều lắm. Hoàng ở nhà ngoan, không quấy khóc miếng ăn nghe chưa? Ngày hôm thằng bố mày là tốt đi chơi đấy. Vâng ạ. Mình đi manh giỏi nhá. Mẹ đi đi nhá. Bố ơi, con đói quá, muốn đồ gì ạ? Bố đâu rồi? Bố ơi. Bố ơi. Bố. Đã đi. Bố ơi, bố đâu nhở? Tờ giấy gì này? Bố đi ra ngoài có chút việc. Có cua hoàng đế với tôm hùm Alaska bố để sẵn ở nồi. Con đun lên ăn nhé, yêu con. Phải đùa theo sao bố đi đâu rồi mách mẹ mới được. Em chờ anh lâu chưa baby? Dạ cũng được một lúc rồi á. Ui, có lẽ nào bố mình lại làm cái việc trái với luân thường đạo lý như vậy. Phải chụp cho mẹ xem mới được. Sao bố chở cô kia đi đâu rồi mà lại xuống gầm cầu một mình thế này? Chẳng có nhẽ. Thôi đúng rồi, bảo sao dạo này thấy bố gầy lắm, lại còn lười tắm nữa chứ. Nếu chuyện này là thật thì... Ủa ôi, tôi xong rồi. Bố đi đâu mà nhanh thế nhở? Nani? Sao nhanh thế nhỉ? Nãy giờ còn chưa đến 3 phút mà. Dạ, đến chuẩn bị chay cho mọi phi nhá. Tới luôn em ơi. Dạ, anh muốn dùng dịch vụ gì ạ? Cho em dịch vụ giống chú kia ạ. Em xin phép được khai huyệt cho anh nhé. Lâu lắm mới được quay lại đây. Ở nhà bà vợ anh toàn mắt anh gội đầu bằng bột giặt thừa, nấm mốc với cả cháy đầy đầu rồi này. Dạ anh yên tâm, bên em toàn dùng dòng sản phẩm cao cấp nhất thôi. À cái anh này này, hôm trước bị mẹ cho gội đầu bằng bột giặt y hay. Trùng hợp thế không biết. Thằng nào chúc nhường con mình nhỉ. Thằng Hoàng, sao mày không ở nhà học bài đi? Đi theo bố làm gì này? Con đi theo thì mới biết bố làm những việc sai trái như vậy đây. Cái gì cơ? Con hiểu nhầm bố mất rồi. Hóa ra là vậy. Cô vất vả làm việc quần quật như thế, cô cũng chỉ kiếm tiền vào đây thôi à? Rồi. Của em từ Hà Nội đến Cà Mau là hết 5 củ mốt nhá. Nhưng mà anh lấy 5 củ thôi cho tình cảm em ạ. Dạ vâng ạ. Đây, em gửi anh 5 củ nhá. Vì sao cha ơi, chẳng kể con nghe điều cha tiếc nuối. Từ lâu chôn sâu, khi đã phải quên đam mê đời mình. Để con nó ấm cha chật vật mưu sinh. Nhưng mà vào đêm mang dưới 150k là sử dụng dịch vụ thoải mái cho mà bố. Căn bản là tới lúc lấy mẹ mày tao có biết tờ tiền trông như thế nào đâu. Thì phần đàn ông 793 nổi đành phải chấp nhận thì sao bố cứ vất vả lắm lụng ra đây làm gì. Ở đây ý, dịch vụ tốt là một chuyện, chứ nó còn chứa được đầy ắp bao kỷ niệm của bố với cả mối tình đầu thuở thơ ấu từ trước khi gặp mẹ mày cơ. Anh có xuống đây để em tư vấn cắt tóc cho anh ạ. Vâng ạ. Anh cắt cho em kiểu Harry Tomlinson. Ủa thật lòng anh lại. Sao ngày xưa anh bảo tôi là mối tình đầu? Chắc là em Linh Cô Tê lớp 1E nhà ở Hàng Tre đúng không? Nào đi về tôi cho ông mua lại kỷ niệm cũ nào. Quá hay luôn. Thì anh em bê chủ đi, ta cho team nó lên bảng hết rồi. Đây đây, từ từ, đang lên rồi. Đúng trận lên chua nhôm một của ta, quả này có màng ma cái mình không cả được. Ơ kìa, cái thằng này mày làm gì đấy? Nghịch tí làm gì mà căng thế, tim đang bế trụ rồi làm sao mà thua được. Ui ơi, trụ là bầm gói thôi kìa. Hay của bọn này. Bế trụ nhanh lên không thua được bây giờ. Đánh chuối của tao rồi đây này. Đấy, mày thấy hậu quả chưa? Bây giờ bà chủ quán phát hiện ra xong mò đến tận nhà bắt đến mẹ toàn. Cái thằng mày đập cho mẹ đổ tội với tao. Thế không phải do mày phá game làm tao tuồn danh thì ra nông nỗi này à? Hai ông chó này là mất trật tự đấy nhở? Để em bắt học tiếng Nhật xem nào. Vâng. Dạ. Thôi hai anh em mình cứ đổ tội với nhau này chỉ thiệt cả hai thằng. Thế thì trong 72 phép thần thông chuột là tự sanh. Thế thôi. Hai chú đi đâu mà vội thế? Gửi cô tiền lập tài khoản và hai lồi rồi ếch lúc nãy đã. Hôm nay bọn cháu ra đây vội quá nên là quên không mang ví. Cô cứ giữ mày đấy để bọn cháu chạy về nhà lấy ví rồi ra đây luôn ạ.
khôn như các chú thì quán cô phá sản à? Thôi, giờ hai chú để lại cái gì làm tin đi, tí nữa quay lại lấy. Nhưng mà bọn cháu quên mang ví rồi thì biết lấy cái gì để lại à? Cô nhớ để yên máy đấy cho bọn cháu nhá. Rồi, cứ yên tâm. Vừa hay nhà thiếu tiền lậu. Việc kiếm đâu ra nút cách bây giờ? À, hay là anh em mình qua nhà ông Hạc mượn tạm cái nút cách đi. Ông ấy già rồi, em có dùng gì đến máy tính đâu. Thế mày quên là còn cậu Vàng chân giữ cửa nhà ông ấy à? Ừ nhờ, kể cả mấy thằng anh em mình chơi cùng cũng chả có máy tính. Cần gì cũng nhờ có Trang làm hộ. Nhà Phan Thị Trang. Cứ theo kế hoạch mà làm. Hello my friend. Có chuyện gì mà bọn mày sang cả nhà tao thế này? Nhân ngày hội bạn thân bọn tao có món quà bất ngờ dành cho mày. Ôi thật á? Nhưng mà trước tiên mày phải nhắm mắt lại cái đã. Đây, bọn mày làm gì thì làm đi. Đây, mày ngồi xuống đây. Ui, may thế nào là trùng sinh nhật mẹ nó này. Sao nhìn cái bánh này quen quen đi nhỉ? Thì bánh gato nào chả giống nhau, bận tâm làm gì, đánh chén đi đã. Ngày xưa hôn nhân cùng bao ước mơ. Order pizza, cà phê trứng. Sao nay ngày vui của chúng mình mà sao bọn mày hát bài dịu oai oái này? Ấy, đấy là bạn không biết cảm thụ âm nhạc rồi. Bọn tôi đang hát một cách từ từ chậm rãi để câu từ lắng động lại cho tình bạn mãi bền lâu. Đúng là những người bạn tri kỷ của tôi. Khi đi nước ngoài, Tony mới thấy mấy ông Tây cũng khỏe dã man. Họ khoe những cuốn sách quý họ đọc được ở trong thư viện. Họ khoe về những vùng đất họ đã đi qua, về những con người ở xứ sở tít mù nào đó. Cuối cùng anh em đạt được mục đích. Sao, thấy kế hoạch của gia đình không? Cứ phải gọi là hết nước. Lấy nhanh một tay nó dậy bây giờ. Sao lại mất nút cách rồi này? Chúng mày tưởng qua mắt được Edogawa Trang mà dễ à? Chúng mày tự nhiên mò sang nhà, tao đã có linh cảm không lành rồi. Hóa ra là sang thó nút cách à? Thế nên là tao đã phá cách để tạo bất ngờ cho chúng mày. Đấy, giỏi thì đi đánh điện tử tiếp đi. Xem có bài ra được không? Học thì không chịu học. Nào, mày vào đây. Nhân viên đâu rồi? Cháu xem nào, chỉnh trang lại phong cách cho thằng này của cô Pháp. Ai lại để người ta ngồi kia nói ra nói vào? Đã thế còn bị cười nhục hết cả mặt. Về thời trang thì cô qua hàng bên cạnh giúp cháu nhé. Bên cháu chỉ chưa cắt tóc nam được cô ạ. Ô, thế nhầm hàng à? Cô xin lỗi nha. Nào đi. Úi dồi, mày nhìn kìa. Đã thế tóc tai trông còn khá bảnh quá. Kiểu này chắc gia đình gia giáo lắm đây. Cháu, cho cô dịch vụ tốt nhất bên mình. Dạ, để cháu đặt lịch và chọn stylist skinner tốt nhất cho em nhé. Ok, quất luôn. Không được, tối nay con hẹn với team số đen giao lưu tốc độ. Phải đến tóc này mới xứng với dòng máu đại bàng. Dạ, anh yên tâm, chỉ một tiếng nữa thôi, đại bàng sẽ hóa dòng vàng. Wow. Dạ, em sẽ phép được thay việc cho anh nhé. Ái chà, nhìn đã phết nhở. Vâng ạ, bên cháu toàn dùng sữa rửa mặt chính hãng cao cấp nhất nên là dùng thích lắm ạ. Ui, rửa bằng tay làm sao sạch được hả cháu? Phải dùng cái này này. Ui, không được đâu cô ạ. Tránh ra để cô làm mẫu cho mà xem. Cháu hội thì gãi kỹ cho thằng này nhá. Cậy cho nó cái cục đấm to tướng giữa đầu kìa. Chứ không phải là mẹ suốt ngày bắt con gội đầu bằng bột giặt đà. Tiết kiệm toàn tứ không đâu. Cháu đang cắt tóc ạ? Cắt đẹp thế nhỉ? Nani? Thích không anh? Đây là rửa tay bằng xà sâu đấy. Ui, có cả cái này nữa cơ à? Cái này nhiều anh thích lắm. Anh cứ từ từ mà hưởng, có tận 10 bước cơ mà. Đầu này phải cắt trọng mới đẹp cháu ạ. Dạ, mặt anh ấy là mặt trái xoan, lên cháu tư vấn để kiểu này rồi cô ạ. Kiểu này vừa lịch sự vừa nhã nhặn, rất nhiều anh đẹp. Ui giời. Ngồi đây, để mẹ thị phạm cho anh này xem này. Dạ, cô để cháu cắt cho anh thì cho ạ. Xin một góc trong tim gác tên của người anh. Để anh tư vấn cho chú em nhá, có kiểu tóc này đẹp lắm. Ui giời, anh cứ cắt thế nào cũng được nhưng chừa lại cho em phần môi nhá. Ok, chú em yên tâm. Cháu cứ cạo hết đi, không cạo là tối về cô cạo đấy. Thôi anh cứ cắt đi ạ. Vâng. Dậy đi ông cháu ơi. Mẹ lên dậy. Wow, đúng hoàng sai ca của mẹ đây rồi. Cho cô xin cái giá phải trả. Dạ, mai con xuống quầy lấy đơn ạ. Dạ, sai combo của em hết 100.000 ạ. Ui giời, quá rẻ so với chất lượng. Bỏ thêm luôn. Tiền lẻ rồi, cháu cầm tạm 5 kẹo xu. Dạ, không được đâu cô ơi, bên cháu không có phương thức thanh toán như vậy đâu ạ. Ơ kìa, hôm nọ ra tạp hóa, họ
hết tiền lẻ họ cũng trả qua mấy cái kẹo mà. Dạ, bên cháu không làm được. Thôi, được rồi,